Hello, xin chào tất cả mọi người, là mình Support Hùng đây. Và hôm nay Hùng có 3 mẫu giày với 3 mức giá khác nhau từ rẻ đến đắt tiền muốn giới thiệu đến mọi người, và có ưu đãi và giá rất là tốt. Thì Hùng sẽ giới thiệu mọi người từ mẫu rẻ nhất rồi đến mẫu đắt nhất nha. Ok, đầu tiên sẽ là mẫu giày rẻ nhất, mẫu giày chuyên để cho anh em cày sân bê tông. Mã giày là Li-Ning AI-TR019, màu đen, sản phẩm màu đen. Bây giờ thì Hùng sẽ bóc ra cho mọi người xem. Đây, đôi giày màu sắc và màu đen. Đấy. Đen và phần đệm là màu trắng. Đôi này giá gốc là 369 mọi người ạ. 369 nhân dân tệ thì nó rơi vào như 1320 hay 1420 gì đấy. Giá đôi này bán trên thị trường chung ở Việt Nam hiện tại thì nó là mức giá là 950.000 nha mọi người. Đấy, mức giá thị trường chung là 950.000. Thì bên Hùng đang có chương trình khuyến mãi cho khách, đó là giảm chỉ còn 790.000, phí ship 40.000 nữa là 830.000 nha mọi người. Đôi giày này thì do cũng còn lẻ, cũng còn ít size, còn không nhiều, mỗi size chỉ có 1-2 đôi thôi. Nên là Hùng quyết định áp dụng thêm cái chương trình khuyến mãi cho những khách hàng còn lại, với ưu đãi là tặng một đôi tất Li-Ning trị giá 65.000 nữa. Đấy, giày 790.000 nha, cộng ship là 830.000 được tặng một đôi tất Li-Ning trị giá 65.000. Và quà tặng thì không có giá trị quy đổi thành tiền nha mọi người. Đấy, thì giờ chúng ta đi về đôi giày này. Ok, đây là một mẫu giày rất thích hợp cho anh em sinh viên cũng như anh em không có điều kiện, bởi vì mức giá nó rất là hợp lý, mà so với tầm giá đấy thì đôi giày này cũng rất là ngon. Đây, đôi giày có đế kép, đế cao su kép rất là dày dặn, mặt đế rất là dày. Đấy, thì anh em chơi nền sân bê tông cũng như là các nền sân có độ mài mòn cao thì anh em sẽ đi rất là bền. Đấy, cày rất là tốt, lớp giảm chấn của nó đây. Lớp giảm chấn cũng rất là dày dặn và đàn hồi rất là nảy. Đấy. Đấy, rất là nảy. Đôi giày này chờ cầm trên tay cũng cảm giác là đôi giày này cũng khá nhẹ, nên là đi nó cũng sẽ rất là nhẹ chân. Tiếp theo về chất liệu da thì Hùng đánh giá với tầm giá này thì đôi giày này với chất liệu da tương đối là ok. Đấy, nói chung là đôi giày này bên ngoài thì Hùng thấy nó đẹp hơn là trên cái video đấy, tại vì trên video thì chúng ta không thấy rõ lắm. Đấy, màu đen. Thì phần chất liệu da này là chất liệu da lì. Đấy, còn phần đầu này. Đấy. Còn phần đầu này nó là chất liệu da trơn. Phần đầu này nó là chất liệu da trơn. Khi có ánh sáng chiếu vào thì nó bị bóng bóng lên như này nữa mọi người. Đấy, chất liệu da này cũng khá là xịn, mình thấy nó khá là xịn. Đấy. Nó có các lỗ thông thoáng khí ở đây. Đôi giày này thì tuy là giày tầm trung thôi nhưng nó cũng có công nghệ chống lật. Đây, đấy làm bè ở đây. Và gờ chống lật ở đây ạ. Đi cũng tương đối an toàn cho chân. Đấy, nó bè ở phần này ra. Mọi người nhìn hướng này mọi người sẽ thấy. Đấy, hơi bè ra một chút. Đôi giày này form nó cũng không quá ôm chân, nên là anh em nào mà chân có hơi bè một chút thì cũng hoàn toàn có thể đi được. Nói chung là đôi giày này cũng form nó cũng hơi ôm đấy. Còn ai chân bè quá thì mới không đi được thôi. Chân hơi bè vẫn đi ok nha. Hơi bè thôi nha. Bè quá thì cũng chịu đấy. Tiếp theo ở trên này thì nó có biểu tượng Li-Ning ở đây. Và có hàng chữ là Anything is possible. Đây là cái slogan của hàng Li-Ning. Nghĩa là có điều gì cũng có thể làm được. Nghĩa là như thế. Về đây, nó có biểu tượng Li-Ning màu trắng. Được ép nhiệt lên. Được ép nhiệt cả Hùng cảm giác nó gần như kiểu chìm luôn đấy. Rất là chắc chắn. Về các đây, cái đường này nó may kiểu này trông nó cũng giúp đôi giày nó kiểu trông nó sang hơn, nó xịn hơn một chút đấy. Đấy, đây cái đường này cũng thế. Đấy, về phần gót này nó có một miếng da trông tương đối là xịn và có họa tiết trông rất là hay. Đấy, nó cũng là một điểm nhấn cho đôi giày này, giúp đôi giày nhìn sang hơn, bởi vì cái màu sắc của đôi giày nó là tông màu trầm, tông màu cơ bản ấy, nên là nhìn thường cảm giác nó sẽ không bắt mắt lắm, nhưng mà các cái chi tiết nó làm như này nó cũng làm cho đôi giày nó nổi bật và bắt mắt hơn. Đấy. Giày tầm giá này bây giờ thực sự trên thị trường rất là hiếm để được một đôi giày như này. Tính ra mọi người còn được tặng đôi tất thì phải nói là mọi người mua đôi giày này quá rẻ nhá. Chẳng qua là do còn lẻ vài size, vài đôi thôi, nên là Hùng mới để cái ưu đãi như thế thôi. Đấy, một đôi giày khá là nhã nhặn. Đấy, anh em nào thích sự nhã nhặn và đơn giản thì chọn đôi này. Đấy. Đây có thêm ưu đãi tặng tất nha mọi người. Nói chung là những khách trước thì cũng không có đâu, nhưng mà một số còn một vài đôi thì Hùng muốn bán nhanh nên Hùng mới để mức giá ưu đãi và được quà tặng như vậy nha mọi người. Tặng một đôi tất trị giá 65.000. Yeah. Rồi, đôi giày này còn mất 8 phút của mình rồi. Ok, tiếp theo một đôi giày đắt hơn. Đôi giày hàng nội địa Trung Quốc, sách tay khá là hiếm, ở Việt Nam thì không có và cũng chưa thấy có ai bán đôi này. Vì đơn giản đôi này giá rất là cao bên Trung Quốc, và Hùng phải nói là rất là may mắn, tình cờ mới săn được khuyến mãi đôi này. Đây ạ, bán trên Trung Quốc đây nha. Giá gốc là 499 nhân dân tệ, nó tương đương với khoảng 1.750.000 tiền Việt Nam. Đôi này thì có màu sắc rất là nổi bật, rất là đẹp. Mã của đôi giày này là Li-Ning AI-TQ029 nha anh em. Đây, đôi giày với màu cam rất là đẹp. Đấy, đây, đôi giày với màu cam rất là đẹp, rất là nổi bật. Màu cam kết hợp màu xanh chuối, phong cách cực kỳ trẻ trung nổi bật. Mọi người đi đôi này trên sân đều nói là nổi bật nhất trên sân rồi. Đôi này gần như là đi ra sân, đi khắp mọi sân cũng gần như không đụng hàng, trừ khi là cùng khách hàng mua của bên Hùng thôi. Đấy, đôi này hàng rất là hiếm ở Trung Quốc,
giá rất là cao và ở Việt Nam thậm chí là không có, ở Việt Nam không mua được đôi này. Đấy. Đôi giày này kết hợp tông màu xanh chuối và màu cam, đấy, rất là đẹp, Hùng rất là thích tông màu này. Ngày xưa Hùng nhớ là Lee Chong Wei có đi một đôi cũng tông màu cam và xanh chuối như này, đôi này rất là đẹp. Thế bây giờ khi nhìn thấy đôi này Hùng lại nhớ lại đôi đấy. Đây chúng ta đi chi tiết về đôi giày này. Đôi giày này thì dòng đế, đấy, đôi giày này thì nó ở trên tầm trung và dưới tầm cao cấp, có thể gọi là tầm cao đi. Đấy, đế thì đây là cao su đồng màu, nó được sơn phun màu trắng. Chứ thực ra nó cũng là chất liệu cao su chống mài mòn nhé mọi người. Đế đôi này đi rất là bám và an toàn cho chân, trọng tâm đế thấp chống lật, đi rất an toàn nhé. Đấy, đôi giày này với dòng đế này thì cũng rất thích, là dòng đế này đi tương đối là nhẹ và khá là êm. Đấy, thường thì đa phần giày Hùng đi trước giờ cũng toàn đi dòng đế này thôi. Rất là thích cái dòng đế này. Đấy, nó vừa nhẹ, vừa êm, vừa an toàn. Trước giờ gần như là Hùng toàn đi dòng đế này. Đấy, tiếp theo về chất liệu da phía trên. Chất liệu phía trên thì nó dùng chất liệu là vải dệt. Đấy, vải dệt kết hợp với chất liệu đây, nó đôi này nó áp dụng chất liệu, nó là chất liệu cao su non. Đấy, cao su. Đây, cái này nó là chất liệu cao su non. Đấy, vải dệt thì rất là mềm mại. Rất là mềm mại và thoáng khí, đi vào chân sẽ giúp cho chúng ta có cảm giác là nó rất là dễ chịu mọi người ạ. Đi vào chân cảm giác nó rất là mềm mại, dễ chịu và thoải mái. Đấy. Mọi người nhìn chất liệu lưới dệt thì tưởng nó mỏng manh như này thôi, nhưng thực ra bên trong nó đã được lót một lớp vải. Một lớp vải nó cũng tương đối là dày dặn. Nói chung là đảm bảo sự chắc chắn tuyệt đối cho đôi giày, mọi người không cần phải lo về vấn đề là cái lớp lưới này trông có vẻ mỏng manh và sợ nó bị làm sao. Mọi người có thể nhìn xuyên qua thấy một lớp trắng trắng bên trong, nó được lớp một lớp vải khá là dày và êm. Đấy. Tiếp theo là phần điểm nhấn cho đôi giày, nó là các đường này lên. Đấy, trông cũng khiến đôi giày khá là sang. Và đường này nó cũng tác dụng đó là gia cố chắc chắn thêm phần cạnh cho đôi giày. Tuy là trong nhà đây là chất liệu cao su nha mọi người. Đấy, nó vừa là điểm nhấn, vừa là để gia cố thêm phần cạnh. Dĩ nhiên là bên trong nó đã có một lớp lót vải rất là dày dặn rồi, nhưng mọi người hoàn toàn có thể yên tâm. Tiếp theo nó là đến với công nghệ là công nghệ túp tip. Đó là ngoài lớp vải dệt thì ở những phần má, phần cạnh này, phần đầu, phần cạnh này, thì nó được ép nhiệt lên một lớp cao su non với các đường vân nổi lên như này. Đấy, được các đường vân nó nổi để chống, hạn chế việc chúng ta mài mòn má và ảnh hưởng dẫn đến thủng giày, rách giày. Thì với cái chất liệu cao su non này nó có thể giúp giảm những cái tổn thất khi mà chúng ta ví dụ chúng ta dướn và cứu cầu mà chúng ta không may lê nó xuống nền thì nó cũng sẽ không bị rách và thủng giày mọi người ạ. Đấy, cũng như nó giúp chắc cạnh cho đôi giày. Đấy, gia cố chắc chắn. Đấy, các cái vân trông khá là đẹp. Đây là chữ viết tắt của LNBMT, tức là viết tắt của hàng chữ Liling Badminton. Đấy, đây thì biểu tượng của Liling. Đấy, đôi giày hàng chính hãng 100% hàng nội địa Trung Quốc xách tay và rất là hiếm nha mọi người. Với giày Liling thì Hùng lưu ý với mọi người một chút là giày Liling nó sẽ có mã chích cốt ở bên chân bên trái cho mọi người. Dĩ nhiên là mã QR thì hình như là cả hai chân đều có. Mã QR xem à, không, mã QR. Mọi người lưu ý nhá. Giày Liling bao giờ cũng thế. Đó là chân bên phải thì nó lúc nào nó cũng chỉ có như này thôi. Mã giày sai chiếc thôi. Và chân bên trái của nó mới có mã chích cốt. Đây, mã chích cốt của nó là một cái mã số màu ở phía dưới mã QR này. Còn để check mã QR này Hùng không nhầm thì mọi người phải sử dụng app của bên Liling thì mọi người mới quét ra được. Nhưng mà cái tiếng Trung nên Hùng cũng không tìm hiểu rõ về cái đấy lắm. Thực ra mọi người chỉ cần kiểm tra chính hãng thì đây. Chúng ta dùng cái mã số cốt màu này để kiểm tra. Còn anh em mà không biết cách kiểm tra thì cứ nhắn tin vào Hùng, Hùng dạy cách kiểm, chỉ cách kiểm tra thôi nha. Đấy, thì chân bên trái nha mọi người. Chân bên trái thì nó mới có mã QR và có mã số màu ở dưới này. Đấy, dùng mã số màu này để check trên trang chủ liling.com thì nó sẽ ra mã của đôi giày cũng như là màu sắc các thứ nó đều viết rõ. Một số đôi thì nó sẽ có cả hình ảnh của đôi giày trên trang checkcode luôn, và một số sản phẩm thì không, cũng tùy đôi. Đấy, màu cam rất là đẹp. Đôi giày này có đặc điểm nổi bật là phần đệm gót này cũng rất là dày dặn nha mọi người, và phần lót cũng rất là dày và êm. Phần gót này chất liệu da cũng khá là xịn và biểu tượng Liling làm điểm nhấn. Đấy, chất liệu da khá dày dặn và có một miếng nhựa cứng ở bên trong này, một miếng đệm rất cứng, đệm giữ gót ở bên trong này rất là chắc chắn. Đấy, đôi này thì bên Hùng hình như là không về size 39 rồi. Đôi này không có 39 mọi người ạ. Có không nhỉ? Hùng còn hàng mới về, Hùng còn chưa kịp kiểm tra, hình như là không có 39. Có 40, 41, 42, 43 thôi mọi người ạ. Và mỗi size cũng chỉ có vài đôi thôi. Nên là anh em nào ưng, phải nói là đôi này Hùng cũng rất là ưng. Đấy, anh em nào ưng thì hãy nhắn tin liên hệ Hùng ngay để sở hữu cho mình một đôi. Đôi này đi rất là nhẹ, rất là êm chân này, rất là cảm giác dễ chịu và thoáng chân. Đấy, rất là thích nha mọi người. Đấy. Với màu sắc này thì Hùng nghĩ là anh em đi sân thảm sẽ rất là phù hợp. Còn các cái nền sân như sân bê tông thì nó hay có bụi bột các thứ ấy, thì Hùng nghĩ là nó cũng sẽ làm bẩn đôi giày này, mất vẻ đẹp. Nói chung là những cái nền sân mà nó có nhiều bụi, có nhiều bẩn thì anh em cũng cân nhắc là có nên mua đôi này không. Đây là lời khuyên thật lòng của Hùng. Hùng đều muốn bán giày ấy, nhưng mà anh em mà cứ đi những cái nền sân mà nó, ví dụ sân bê tông mà nó nhiều bột bụi thì đi nó dính vào đôi giày sẽ làm bẩn đôi giày.
đấy, có anh em nào lấy sân thảm hoặc là cái sân lát gạch các thứ thì hoàn toàn ok, mọi người cứ giữ giày cẩn thận là được, không va quệt đất bẩn các thứ là đôi giày rất là đẹp đấy. Màu này, kết không mọi người, cũng rất là kết cái màu này luôn. Bao nhiêu khách lần trước cũng kiếm được khoảng hơn chục đôi đấy, khách nào nhận cũng kết hết đấy, em nó rất là đẹp, khách nào nhận cũng khen luôn. Đôi này giày này nó nhẹ với em, nói chung là tương đối là thích. Và cuối cùng một mẫu giày cũng cực kỳ hot, Hồng Kiếm hôm trước Hồng Kiếm được 12 đôi, Hồng chỉ đăng đúng một cái tớt thôi mà bác bán 10 đôi rồi còn mỗi 2 đôi. Đôi giày cũng hàng nội địa Trung Quốc xách tay, mẫu giày Li-Ning cao cấp, mã là Li-Ning AITN 015, giá gốc là 899 tệ, tương đương với khoảng 3.053.1 triệu tiền Việt. Và đôi này bên Hùng đang săn được khuyến mãi cực sâu nhưng mà chỉ có lẻ sai thôi, đôi này giá gốc là 3.050.000, bên Hùng đang khuyến mãi chỉ còn 1.320.000. Đôi này thì hình như không được tặng gì, đôi này Hùng có tặng một cái bao nhung đựng vừa cho khách nữa đấy. Và ngoài ra thì phí ship 40 nữa là một tổng 1.260.000 nhá. Hôm trước thì Hùng đôi giày này thì Hùng có tặng túi đựng giày, nhưng mà túi đựng giày hết rồi thì bây giờ lại chuyển qua tặng bao nhung đựng vừa cho mọi người nhá. Đấy, tùy cơ ứng biến thôi. Đấy, đôi này thì Hùng cũng chỉ săn được 12 đôi và hiện tại chỉ còn 2 đôi thôi. Hôm trước thì săn được 41, 40, mỗi đôi mỗi size 6 đôi thì hiện tại thì chỉ còn 2 đôi 40. Cuối cùng anh em nào kết, nói thật là anh em nhìn đôi này, khách có một khách mà mua đến 3-4 đôi này của Hùng nên nó mới hết ngay như thế. Mua nhận hàng xong rồi lại mua thêm một đôi, lại nhận xong lại mua thêm. Đấy, cứ như kiểu hình như là chắc anh em trong đội rủ nhau mua. Người mua về thì kết quá. Ok, đây một mẫu giày cao cấp, mẫu này mọi người thấy đẹp không? Mẫu cao cổ luôn nha, rất là hiếm luôn. Đấy, thì mẫu này chúng ta phải nói nhìn nó khá là giống giày thời trang và giày chạy. Vì đôi giày này chúng ta hoàn toàn có thể đeo đi chơi này, đi tập gym này, đi bộ, đi chạy bộ cũng rất là ok. Nói chung là đa năng luôn. Đấy. Nhưng mà chính xác đây là giày cầu lông 100%, mọi người nhìn đế chưa? Đế là thấy chất chưa? Đế, mặt đế, đây cái này mặt đế, ở đây nó hơi bẩn bẩn. Đây, nó hơi bị dính cái keo gì đấy, đây không cạo gì. Cái là sạch ngay. Nó hơi bám bụi một tí đấy. Đây, lớp đế này miếng nhựa hình chữ X này. Rất xịn sò. Tiếp theo này, hai miếng nhựa hai bên trong suốt này, nhìn tưởng không phải nhựa, nó hai miếng nhựa này. Đấy. Đây là công nghệ ProBalock giúp chống xoắn ổn định mặt đế, giúp hỗ trợ cho việc chúng ta hỗ trợ lực bật cũng như là giảm chấn khi tiếp đất. Đấy. Mặt đế cũng làm chất liệu cao su trong nhưng mà nó kiểu trong nhưng màu nó hơi đỏ hồng. Đấy, màu đậm này là nó là cái phần giảm chấn, lớp giảm chấn nó nằm ở chìm bên trong. Đấy. Đấy, và thiết kế đế các hình tam giác tạo thành các hình lục giác. Đấy, rất là bám nền luôn nha, các khe rãnh luôn. Đấy. Rất là chắc chắn, đế này thì rất là chắc chắn, chống mài mòn cũng tương đối là tốt và rất là ổn định, trợ lực rất là tốt. Và tiếp theo đến là công nghệ giảm chấn chính của đôi giày này, nó là công nghệ Driver Form. Công nghệ này cũng chỉ được áp dụng cho mẫu giày cao cấp, Hùng chưa thấy một mẫu giày tầm trung nào mà có được công nghệ này. Thậm chí là một mẫu giày tầm gọi là giữa tầm trung và tầm cao cấp, ở tầm cao thì cũng không có đôi nào được áp dụng cái công nghệ Driver Form này. Đôi giày này với dòng đế này, chỉ dòng đế này mới có công nghệ Driver Form. Đây dòng đế này cũng nó thiết kế cũng rất là đẹp. Và đây công nghệ cũng chống lật, đây rồi chống lật và hơi bè ở chỗ này nhá. Đấy. Tiếp theo là về phần chất liệu của đôi giày. Thì đôi giày sử dụng chất liệu da kết hợp vải dệt của đôi này thì rất là dày dặn và chắc chắn. Đây các vân nổi cũng như là đây các lỗ thoáng khí đây nha mọi người. Đôi giày này nó còn bổ sung cho công nghệ chống lật với việc nó làm cổ chân cao và cái đệm cổ chân này, đệm ở gót này cũng rất là dày. Đấy, để giúp bảo vệ gót chân của chúng ta rất là tốt. Biểu tượng Li-Ning ép nhiệt lên đây. Đấy. Đấy. LN BMT nha anh em, Li-Ning Badminton, giày đánh cầu lông chuẩn đấy. Chuẩn chỉ luôn đấy. Vừa tác dụng đa năng luôn. Đấy, giày rất là đẹp. Lên chân rất là đẹp. Hiện tại chỉ còn 2 size 42 thôi, 2 size 40 thôi. Và khoảng tầm đâu đó khoảng gần một tuần nữa thì bên Hùng có kiếm được thêm chục đôi nữa. Bên Hùng kiếm được chục đôi nữa thì cũng 6 đôi size 40 và 6 đôi size 41. Anh em nào mà đi size 41 thì có thể chờ vài hôm nữa, 40 thì có thể lấy luôn. Hiện tại còn 2 đôi. Đôi này nói chung là đấy là Hùng còn chưa làm video nhá. Bây giờ làm video này ra không biết là mấy nữa về, có khi là bây giờ đăng xong video anh em chuyển khoản đặt hàng trước hết luôn ấy chứ. Đấy, đôi giày rất là xịn, đẹp, cổ cao. Rồi đi lên chân đẹp lắm mọi người ạ. Đấy. Có khách hôm trước vừa mới hàng vừa mới về chạy, phải chạy vội sang bên Hùng bởi vì giá nó quá tốt và đôi giày này cũng rất đẹp, rất là hiếm. Đấy, hàng nội địa Trung Quốc chỉ có bên Trung Quốc mới có thôi. Đấy, rất là hiếm. Đôi này Hùng chỉ kiếm được size 41, 42 thôi, các size khác chịu. Thực ra là các size khác nếu mà tìm thì có nhưng mà rất đắt mọi người ạ. Đấy. Rất là đắt. Hùng săn được khuyến mãi thì cái shop đấy họ chỉ còn 41, 42. Cái đời họ gọi là flash sale ấy, nên Hùng săn được thì giá nó mới được giá tốt như này nhưng số lượng rất là ít nha. Đấy. Còn một số các đa phần các shop bán đôi này toàn 2 triệu mấy mọi người ạ. Toàn 2 triệu mấy, có những shop bán lên đến 3 triệu. Thì mọi người mua có 1 triệu 320 nghìn thôi còn được tặng thêm quà nữa. Đấy, rất là ngon, nói chung là ai mua đôi này rồi thì cũng sẽ ưng thôi. Nên là anh em nào ưng thì phải nhắn tin ngay nha mọi người.
bởi vì không còn cơ hội lần tiếp theo cho mọi người đâu ạ. Không phải khẳng định như thế, nó là rất 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 hiếm luôn đấy. Rồi cảm ơn mọi người nhé, bây giờ cũng đấy có ba đôi trong bio này thôi. Anh em nào kết đôi nào thấy tài chính của mình phù hợp với đôi nào và có đôi nào còn sai của mình thì mọi người